Ủa đâu vậy? Hả? Dẻ hả? Dẻ đâu? Đâu dẻ ngoài này? Trời đất ơi, kiếm được một địa điểm dẻ mới. Có được không? Con làm gì đây? Ờ, cái này là con dẻ đó hả? Wow, một bức tranh tuyệt hảo. Trời ơi, có cái mặt nè. Trời ơi, họa sĩ là cái mặt phải vậy hả? Họa sĩ là cái mặt phải vậy hả? Cái mặt rất là họa sĩ luôn á. Wow, họa sĩ phải te tua, tóc phải để dài, rồi cái phủ đó cũng phải phải đầu bù tóc rối. Cái gì mà nó màu gì á? Ngồi xuống, con ngồi xuống đàng hoàng. Hả? À, tô cái khoảng trắng trắng đó, đúng rồi. Sao đứng gần lại chút, đứng xa quá. Mẹ vui duyên quá, mẹ làm con té mà mẹ cười hết trơn ha. Mẹ quá vui duyên luôn. Nè, rồi. Ngồi xuống đi chứ con đứng làm chi. Rồi, bữa nay là nó có một cái địa điểm vẽ mới ra nghe cô chú. Underneath your seat, Jade. Là ra vẽ ở tủ lạnh. Đừng nói chút nó vẽ banh. Nó vẽ banh tủ lạnh tôi luôn hả? Trời ơi, coi cái mặt ăn bánh xong rồi giờ. Thiệt. Đúng là họa sĩ. Nàng họa sĩ tài ba của tôi. Thì sao con? Cái ghế này nè, nó không có được dựng, cái nó cứ slide hoài, nó cứ ấy hoài à. Cái gì nữa? Thôi coi kìa, coi cái tướng ngồi dễ kìa. Cô chú chụp lại tấm hình. Chổng mông dễ. Cô có làm gì chơi? Trốn như chi? Hả? Vậy? Con trốn như làm gì, con ăn bánh không? Cẩn thận, cẩn thận. Rồi, trốn à. Trốn mà hiểu rồi đó. Chị, chị, cứ con nhỏ trốn trốn rồi. Cứ con nhỏ trốn trốn rồi. Chị ơi cười. Cẩn thận. Ừ, không, không, rồi, thôi, 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 không, làm gì làm đi. Rồi, tập thể dục đi, chơi ơi. Tập thể dục đi. Ok, ready? Ok. Con mà. Một. Go ahead. Again, 7, come on. Cho nó dẻ tay. 8, nó back làm again. Như con rối không? 9, one more. 10. 10 cái. Đeo. Đeo. Baby, put it on her wrist. She wanna try it. You wanna try it? Yeah. Okay. Hỏi nó muốn đeo vô không? Nó muốn đó. Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Giỏi. Giỏi. Con nó đi đồng hồ. Đồng hồ. Đúng rồi. Wow. Doesn't fit. Your wrists are too small. Không có vừa. Con nó đi đồng hồ. Nó đi con đồng hồ. Awesome. Good job, baby. Đẹp quá. Oh, đẹp quá. Watch it. Look. Rồi giờ không chịu trả luôn nè. See? Đeo tay kia, đeo tay kia. Nói ba ơi, cho con mượn. Cho con mượn. It's mine. Mine. Con nói, ba ơi, cho con mượn. Ooh. Thấy hay không? Đồng hồ y như iPad thôi chay hả? Đồng hồ là cái iPad đó chay.
What did you do to your face? Chơi. What did you do to your face? Cái mặt chơi chơi vẽ gì vậy chơi? Sưng môi hả? Tao đập cho bây giờ chứ ở đâu sưng môi. Ăn được cứ sưng môi sưng mấm miết. Okay, I'll do. Ở cô chú ơi, chơi sáng nay đi công việc với mẹ. Thì cái chỗ mà đi công việc á, là có một cái chỗ khu nhỏ nhỏ này để cho nếu mà ba mẹ đều có dẫn nít theo thì tụi nó có chỗ chơi. Nói chung cái khu này cũng không thích gì lắm, là biết tí do là sao. Tại vì những cái đồ chơi này thì để quanh năm suốt tháng ở đây, hết đứa này tới đứa kia đụng vô. Mình sợ nó chơi đã xong rồi cái nó về nó bệnh nữa, mình mệt nữa. Nhưng mà bây giờ phải chịu thôi, để cho tụi nó bận rộn chứ tụi nó đừng có chạy vòng vòng rồi đừng có khóc la sùm. Dạ. Hôm qua vẽ tay vẽ chân rồi nữa đó, bởi vậy chán ghê luôn. Ngọc đâu có mua đâu mà ba nó mua đó, ba nó mua mấy bút màu đó. Ngọc đã nói rồi, từ giờ về sau không có mua nữa, mua là nó chơi. Wow, đẹp quá chơi ơi. Đây này chơi, này nữa này chơi. Cái này hình như thấy nó thích cái này, không biết có nên mua một cái này để nhà cho nó chơi không biết. Chơi chơi con này này chơi, cái này này chơi. Learning the alphabet, chơi đi. Apple, chơi này chơi. Apple, B, cat, duck, elephant, flower. Ở đây đó, không thấy không, ngồi xuống. Ừ, nè nè nè, quay đó chị à, nè elephant. Ok, ok, A, B, C. Cây này mặc đồ tông xì tông dữ ta, cái áo với đôi dài kìa. Cô chú ơi, mới phát hiện ra chay rất là thích ăn rau câu dừa. Mấy rau câu bình thường nó không thích nha. Mà hôm qua giờ mua rau câu trái dừa với lại cái hộp rau câu này là ăn rất là nhiều luôn nè. Chắc để ngày mai mẹ đi mua nữa quá ha. Hay ha. Dạ đi con. Hôm qua bây giờ mẹ rút kinh nghiệm. Ê ê. Múc lên. Trời đất ơi. Giờ mẹ rút kinh nghiệm, mẹ cho chay cái muỗng bự hơn. Hôm qua cho cái muỗng nhỏ xíu mà còn bằng nhựa nên nó bị múc rau câu nó bị rớt lên rớt xuống nữa chứ. Cô chú nói mẹ mới nhớ biết thấy á. Thôi đi múc cái muỗng. Rất là thích ăn rau câu dừa nè cô chú nè. Ăn nhiều rau câu dừa có sao không cô chú? Có bị quá mát trong người hay nóng trong người gì không? Trời ơi ngon chưa? Coi này hả? Sao nhả? Sao nhả? Ăn miếng nhỏ nhỏ thôi. Dừa quá chày ơi chày. Dẻ con người dơ người ngợm, không có lúc nào mà nó bình yên hết. Con này phải không rồi? Để mà muốn đem này mày đút cho. Đây đây, đây mày đút cho. Ngon quá. Sao nhả? Nhả là không ăn nữa rồi phải không? Không ăn nữa em đưa mẹ ăn nha. Hả? Không ăn nữa. Không ăn nữa mẹ ăn. Cô chú ơi, Chi Chi mới ngủ dậy nè. Chi Chi chào cô chú đi. Nói cô chú đã chuẩn bị ăn Tết như thế nào rồi? Cô chú ông bà có về quê không? Hay là ở nhà? Cô chú ông bà Tết nay tính ăn món gì ta? Ăn thịt kho tàu? Hay là ăn bánh chưng? Con rồi. Hả? Cô nói đi. Con nè. Con nè hả? Ê, trời, đừng có phá của tôi. Đó, thấy chưa? Dễ hả? Dễ đâu? Đó, thấy chưa, con đừng có phá của mẹ. Đâu dĩa qua đây. Đây vậy. Chị đang làm trời gì vậy? Trời đất ơi, kiếm được một địa điểm dĩa mới. Đó, chị đang coi video của chị đó cô chú. Chị đang làm gì á? Phá. Phá, ừ đúng rồi. Đúng rồi, biết rồi à, hay ta. Hay ta, tao đâu biết nó đang phá, hay ta. Nó giỏi dữ rồi ta ơi. Chi. Say it again, you say cheese.
Trời ơi, Trang đang làm gì á? Đừng phá. Giỏi quá. Chưa thấy đứa nào mà. Đây này, mà bấm cho, này mà bấm cho. Trời ơi, nó xài laptop đó cô chú. Laptop mà nó xài y như iPad vậy đó. Coi cái mặt này. Cái mặt xài laptop này. Đầu bù tóc rối ngủ vậy, đầu bù tóc rối dễ sợ. Nằm luôn hả? Khi bạn quá mệt mỏi, cô chú cho một cái caption. Trời ơi, nó nằm lên cái laptop tôi luôn trời. Ui, ngồi dậy, ngồi dậy. Ngồi dậy giùm. Chay ăn rồi. Ồ, chay ăn rồi hả? Chay ăn gì vậy? Hả? Chay chay, ba đâu chay? Bán rượu. Đi chọn chay. Đi làm. Ba đi làm mua sữa cho chay. Trời ơi, coi kìa, coi cái mặt. Làm sao? Đây nè, con phải cho cô chú thấy con chứ. Té nè, té nè, té xuống đất nè. Nằm đàng hoàng để té. Chết rồi. Hả? Chết rồi. Tắt rồi hả? Mà mong mốt con rảnh rảnh á, cái con rảnh con tự quay video con, còn con tự đăng lên cho mẹ nghe. Chứ mẹ không có rảnh đâu, mà để mẹ quay video con, mẹ đặt lên cho chay. Con đứa. Mong mốt con giúp mẹ nha. Ừ, mốt giúp mẹ. Mà con nói nè, chúc cô chú ăn Tết vui vẻ. Giỏi quá. Trời ơi, chúc cô chú ăn Tết vui vẻ. Quá giỏi luôn. Thôi chị hai. Chị hai. Làm sao? Chị hai. Con ngồi dậy đi, mẹ chỉ con xài. Ngồi dậy đi, mẹ chỉ con xài laptop. Lại lên. Ngồi dậy mẹ chỉ xài. Trời, cũng ham muốn xài lắm, ngồi dậy liền.